Hello, lại tiếp tục tập luyện bóng đá tại nhà thôi nào. Và hôm nay vẫn là những bài tập kiểm soát bóng thôi. À mà cái động tác ngày hôm nay sẽ hơi khó hơn một chút. Chắc cũng chỉ khó hơn một chút thôi hả. Lát vào tập mình sẽ biết toàn là skill của Superstar thôi đấy. Nếu mà tập nghĩa những bài tập ngày hôm nay có nghĩa là vô trận múa skill như Superstar luôn đó. Ha ha ha. Ok, giờ thì căng cơ khởi động 5 phút nào. Step over outside. Chúng ta sẽ sử dụng chân thuận, vòng chân qua bóng theo hướng qua ngoài và chuyển hướng ngược lại. Thực hiện tương tự với chân không thuận. Kỹ thuật này thì không cần phải bàn nhé. Quá nhiều siêu sao là kỹ thuật này trên sân. Step over inside. Sử dụng chân thuận, vòng chân qua bóng theo hướng má trong và sau đó di chuyển hướng ngược lại. Thực hiện tương tự với chân không thuận. Heel trap. Sử dụng chân thuận, kéo bóng bằng gầm giày rồi chuyển hướng theo hình chữ L, bóng sẽ lăn ra sau lưng chân trụ, sau đó làm tương tự với chân không thuận. Phone cao grab. Siêu kỹ thuật mà phone cao 12 rất thường hay làm trên sân thi đấu. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc kéo bóng bằng gầm giày chân thuận, sau đó dùng chân nghịch vòng chân qua bóng rồi giữ bóng lại, làm tương tự với chân không thuận.
Run and step over. Sử dụng chân thuận, đạp lên quả bóng, kéo bóng vào gầm giày, đồng thời thực hiện động tác step over outside, rồi làm tương tự với chân không thuận. Touch and step over. Sử dụng chân thuận, níp bóng bằng mu bàn chân, đồng thời thực hiện động tác step over outside, rồi làm tương tự với chân không thuận. The jump. Đây là siêu kỹ thuật mà Cristiano Ronaldo rất thường hay làm. Nhảy lên và đá vào quả bóng bằng má trong, đồng thời đặt trụ. Chân không thuận đá ra phía trước rồi vòng qua bóng, thực hiện tương tự với chân không thuận. Elastico, một kỹ thuật mà huyền thoại Ronaldinho rất thường hay làm. Nó khá tương đồng với outside inside ở phần trước, nhưng điểm chạm sẽ nhanh hơn và có cảm giác như chân không rời khỏi bóng. El wrap to foot. Kéo bóng bằng chân không thuận đồng thời đặt trụ, bóng sẽ lăn vào giữa hai chân. Sau đó dùng chân thuận kéo bóng bằng gầm giày sao cho bóng đi ra sau lưng chân trụ, đồng thời chuyển hướng. Sau đó thực hiện tương tự với hướng còn lại.
Brazilian Roll, dùng chân thuận kéo bóng bằng gầm giày và đặt trụ. Tiếp theo thì dùng chân không thuận luồn ra sau lưng chân trụ, giữ bóng bằng mu bàn chân. Khi bóng dừng lại thì chúng ta sẽ trở lại trạng thái không bóng ban đầu, rồi thực hiện tương tự với chân còn lại. Ok, vậy là đã kết thúc bài tập kiểm soát bóng cho ngày thứ hai rồi. Các kỹ thuật ngày hôm nay thì cũng khó hơn trong buổi thứ nhất, đòi hỏi anh em phải tập thật là nhuần nhuyễn các kỹ thuật cho đôi chân thật sự thành thạo rồi mới có thể tập theo phần timeline mà có phím nịch mà mình đã đưa ra. Và để trả lời cho một số anh em hỏi là tại sao phải tập cái bài tập như thế này, thì đó là vì tập như thế này sẽ tạo được cảm giác cho đôi bàn chân của mình sẽ linh hoạt hơn trong mọi tình thế. Trong mọi tình huống, anh em đều có thể kiểm soát bóng tốt và chuyển hướng được. Các bài tập ngày hôm nay cũng có thể ứng dụng để qua người nữa. Nếu mà thành thạo thì sẽ qua người như hôm bữa thôi. Hy vọng là anh em sẽ bật video này vừa xem để vừa tập theo mình nha. Rồi, như thường lệ thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón chờ các video trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trung Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.